Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, hiện nay dù chưa hình thành, nhưng tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang được các đơn vị bất động sản dùng làm từ khóa chính để marketing cho các dự án của mình một cách sôi động. Bởi dự án trục đường vành đai 3 là một trong ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã được Quốc hội thông qua. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mở ra các đô thị vệ tinh, phát triển đô thị, nên tiềm năng bất động sản nơi đây tăng giá trong thời gian tới là rất lớn. Từ khi Quốc hội bấm nút thông qua dự án tuyến đường vành đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh đến nay, thị trường bất động sản phía Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng như được thổi làn gió mới. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án liên tục tổ chức các buổi mở bán tập trung, thu hút lượng lớn khách hàng tới tham dự. Đơn cử, buổi giới thiệu mở bán loạt căn hộ của dự án MT East Park City do công ty địa ốc IQI tổ chức mới đây. Đơn vị tổ chức không chỉ tập trung bài trí sân khấu mà còn có màn hình 3D lớn được bố trí cận kề khu vực khách mời để môi giới có thể thực mục sở thị cho khách hình dung, nhất là diện mạo của tuyến đường vành đai 3 tương lai. Khi tuyến đường đi vào vận hành từ năm 2026 dự kiến, khoảng cách di chuyển giữa các tỉnh, thành phố về Thủ Đức sẽ được rút ngắn đáng kể. Dự án MT East Park City sẽ là một trong những cái tên được hưởng lợi nhất bởi tọa lạc ngay mặt tiền đường vành đai 3 và nằm tại giao điểm của các tuyến đường quan trọng như Trường Lưu và đường Lò Lưu nối dài. Kim Hạnh, một nhân viên môi giới của công ty địa ốc IQI tư vấn. Ghi nhận thực tế của các điều tra thị trường cho thấy, dọc trục đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có dày đặc các dự án bất động sản với đa dạng sản phẩm của nhiều nhà phát triển, từ những thương hiệu ít được biết tới cho đến những ông lớn như Vinhome, Novaland, Cityland. Chẳng hạn, đoạn vành đai 3 chạy qua khu vực Nhân Trạch, Đồng Nai có loạt dự án như Swan Park, Swan Bay, Paragon, King Bay, Angel Island. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh là các dự án Vinhome Grand Park, The Nine Stellar, Palm Marina, Beacon Miền Đông, Beacon Suối Tiên, The East Gate, khu đô thị Đông Tăng Long. Phần lớn các dự án trong số này đang mở bán giai đoạn tiếp theo hoặc mở bán mới để tận dụng sức bật hạ tầng. Ở hướng Long An, Đồng Nai, Bình Dương cũng có cả chục dự án bám theo vành đai 3. Đáng lưu ý, phần lớn dự án được xây dựng đón đầu tuyến đường từ vài năm trước, chỉ số ít mới được đầu tư sau này.